Cái gì mới cắp, mới cái sộn đâu đây nè. Đấy, dính này, dính này, dính này. Ấy, cá bự gì đây? Tôi nghe cái sộn rõ ràng mà. Đây nè, dính con nè. Bay bay luôn kìa. Bạn khoan từ từ nha, quay tích tắc luôn nha. Từ từ, từ từ, từ từ. Để dừng tặng nó quay rồi. Rồi đó, ai nhổ nữa chứ. Buổi tối miền Tây các bạn. Nghe cái sộn nó nhảy cái sộn nữa kìa. Tiếp tục con cá thứ hai các bạn ơi. Xíu sảy hả? Thấy vậy chứ nó dính như cái mép đó dễ gì. Tại vì sao nó nhảy nãy giờ cà bay bay luôn mà. Hi, xin chào cả nhà nha. Hôm nay Tân cùng bạn Ân và anh Quang Em sẽ đi kiếm cá đồng. Hôm nay mấy anh em sẽ kiếm cá đồng bằng cách cắm câu. Miền Tây thì nãy cũng mới mưa, không ngờ mưa quá trời luôn, chắc cá nhạy. Ở tập trước thì mình cũng có đi quay cái clip cắm câu mà cũng không may thì cháu Bằng xảy ra sự cố đột ngột thì mấy anh em cũng ngưng quay. Lúc đó thì mình cũng về luôn. Sau đó thì anh Quang Em đi thăm cần dính rất là nhiều, uổng cái clip đó quá trời, anh em cũng nấu cháo sẵn luôn mà không ăn được luôn. Bây giờ hôm nay quay tiếp cho cả nhà mình xem, hy vọng có chiến lợi phẩm cho cả nhà mình xem, mấy anh em sẽ nấu cháo luôn nha. Các bạn xem tiếp video nha. Hai chào cả nhà nha, bây giờ mấy anh em xuất phát cả nhà ơi. Bữa nay ba người lên nên cạc chuyện rồi, hy vọng cả nhà mình xem clip vui vẻ nha. Bữa nay cố gắng lấy cả 5 kg cá, mang cá về cho vợ. Quả hổng nó táp trong cái này nhỏ á. Đây quả hổng cá nó táp trong này nè các bạn. Đề này cũng ấm mà không lấy bài nha. Rồi rồi. Đâu cái bài đâu, kiếm cái bài á, cắm gần gần cái bài á. Cái này nó ở nó đi đâu rồi nó. Anh em tiếp tục cắm cần tiếp theo, cần thứ hai các bạn ơi. Thì cũng như thường lệ mình sẽ quay chút xíu về cái hành trình cắm câu cho cả nhà biết. Rồi xong rồi mình sẽ quay lại với phần thăm câu. Trong quá trình cắm câu thì đôi lúc nó cũng dính tùm lum hết trơn các bạn ơi. Chưa có đi thăm nó lại dính tùm lum hết nha. Cho nên là nhiều lúc nó dính luôn, mình quay cho cả nhà mình xem. Đây, nãy mấy anh em phát hiện cá nó ra vô đường nước này và cái kết. Cái kết chết cá chê. Tối nay có cháo nha anh ơi. Chắc ăn nó có hai chim là thấy có chắc ăn có nồi cháo rồi đó. Còn mấy quá chết gà. Hâm chết gà hoài. Đây, giờ tiếp tục các bạn ơi. Rồi. Nãy em nhìn mình đẹp là bên cái lỗ bên đó có còn cá lóc á. Cá lóc cá tre gì không biết bự lắm. Trời trời xây qua trời. Sáng cả 7 giờ anh chị vô. Nè, bên này nè. Nãy bên này nè. Ủa sao không có bên này? Tại đi lỡ rồi. Ủa em thấy con cá nó trong này mà. Cái chỗ con cá vô không cấm ha. Ủa, tối nay không dính là có à. Tối nay không dính thường cho con cá khác. Không dính là xuống sông luôn. Thường cho con khác. Rồi xuống sông luôn. Đây tiếp tục cả nhà. Giờ này cũng mới xế chiều nhưng mà thấy trời không tối nhưng mà cũng hơn 6 giờ các bạn. Cắm sông nó cần chắc chắc mới được. Mùa này thì chuột bọng rồi khó bắt, chủ yếu là mua ăn chuột cái gì? Làm cái gì? Trời tối đi ra bờ kìa. Đuổi gì? Gì? Làm cái gì? Ra bờ bắt nó luôn đuổi. Ừ. Đây, mấy anh em hôm nay thì cắm vừa dưới sông vừa trên ruộng luôn. Mình thăm câu xong mình đập nó. Rồi mình cắm xong. Tối rồi mình vô mình đập nó luôn. Lại mình chỉa theo, nó có ra lúa mình đâm đó.
Đổi theo đâm. Ừ. Đây, tiếp tục các bạn ơi, những cần trên đồng. Nãy giờ thấy quả cá bự không? Cần kia kìa, cá bự lắm. Đây, tiếp tục là cần tiếp theo các bạn. Không khô là ướt đó. Bữa đó nó quắn, nó quắn cầm dây cũng như là mình cá chê vụ á, mình quắn vậy. Vụ cá chê là nó xe á. Nó xe như mà còn hơi mình quắn nữa nó cứng. Này, hôm nay thì mấy anh em cũng cắm câu bằng mồi dế các bạn ơi. Giờ này chưa có nhái ra. Có nhái là bắt nhái cắm luôn. Rồi cho ổng 3-4 cái lóc vậy đi. Rồi tôi nhịn luôn. Một ngày nay ổng bơi cái xuồng không biết bao nhiêu lần cho ổng. Nhỏ cần không? Ghê thằng lắm. Nè, tiếp tục hành trình nha cả nhà ơi. Ok. Đây, giờ cần này nữa mình kết thúc clip về cái phần hành trình đi cắm câu nha các bạn ơi. Chứ để dài quá mất thời gian cả nhà mình nha, nó mất cái độ hấp dẫn nữa. Bây giờ chút xíu mình sẽ quay lại với phần thăm câu. Mà trên đường về nếu mà có dính cá thì mình sẽ tiếp tục quay luôn cho cả nhà mình xem nha. Cuốn không đi, nó cuốn mình xuống luôn đúng không? Rồi ngang. Nè, cầm cái xô trước thì phóng qua sao? Phóng qua luôn hả? Nó cứng mà phóng vậy? Sợ ướt dép kìa. Vậy đưa dép cầm cho. Xích gai, xích gai ơi. Xích ga. Nó té một cái là văng tới ông á. Nửa câu nữa mà muốn tối nè. Đây mình quay cần cái cảnh này mới đã nè các bạn. Bay xuống ruộng đụng lỗ luôn. Ông bên kia chuẩn bị em chụp lại mà đứng xa xa nha, chờ ông xuống luôn. Này mình quay cảnh này xong mình kết thúc cái phần cắm câu. Đây, cảnh này là cảnh rất là hot nha các bạn. Dẫn nông viên điền kinh nữa. Không, em kêu chẹo lên đó chứ không ấy là nó tới cà dừa đó. Kêu rồi đi ruộng ăn chép to ong rồi đi em chẹo. Không. Quất. Quất trắng gấp. Đại đang cần nha. Rồi chích nắng. Cá mẹ đi ra, cá mẹ đi ra tới ngoài. Kìa nó còn nhích nè. Cá mẹ. Cắm đi, suy nghĩ gì nữa. Mấy cây này lên rồi cắm ngay góc đại đi. Cắm ngay góc này, không đừng dở. Để gì đó nó mới dựa, nó chịu ở đây đó. Này phải được nhái ngon quá. Ừ. Chạy tới nó dính nè. Biết đường đâu. Con nào ham mồi con cá rồi đời. Cắm đây nha, con dế này biết sao không? Coi ba con cá. Ông cắm ngay cái lỗ đó. Ừ, lỗ đó. Ừ. Ba cái con cá con nó ăn. Dễ gì. Thấm nó phải rồi đó. Chui vô hang rồi. Không có hang. Kỳ vậy. Anh ơi. Thấy rồi. Bạn ơi, chuột bự. Chạy ngược lại nè. Chạy ngược lại nè bạn ơi. Chuột bự lắm. Mình đó ông lùa qua đây. Mình đó. Ê, ngay cho ông Hoàng lùa qua đây nè. Rộng nè. Ê, đừng đi nữa. Ăn, đừng đi nữa. Chó qua đây trống nè, không chịu. Trời ơi, dở. Kêu khoan đi, cho nó qua đây. Nó trống lỏng bên này. Bự lắm. Cho nó qua đây ngon quá. Lùa nó đi. Lùa cho nó chạy bên kia đi. Nó mới thả chuối ăn luôn kìa. Đừng chuột các bạn ơi. Em. Cháu chuột. Anh ngồi em nhấp cá lóc luôn. Thả xuống, thả chìm xuống. Lặn dưới nè. Trời, cái lóc cầm tay trời. Cắm nó luôn, thấy ba mày rồi. À.
Đốt cây kìa, đốt bát. Đốt mình bát đó. Sợ bát một một nữa hả? Mềm vậy, cắm thấy mềm vậy. Rồi, ở đây có thể là dính cái nè. Thấy cá lóc nãy nó lội với luôn các bạn. Cua nó cháo cũng mềm mà. Lụm cua luôn. Cua lấy gì cầm? Bỏ thùng đó, bỏ thùng á. Bỏ thùng nó kẹp mấy con dế. Cãi bả đi, dế mình đâu có xài gì đâu. Nhái không mà, giờ giờ này là chỉ xài nhái à. Trong này anh Hoàng ổng ghé vô thăm, ổng la dính cá gì nè các bạn ơi. Để coi tình hình coi sao nha. Thề không ông thầy? Rồi có dính không? Dính luôn hả? Dụ mình vô đây gì trời. Mấy anh em cắm xong cũng chưa hết cần nữa các bạn. Nước ông nội ơi. Ôi ông thầy ơi. Nước chảy ấm ấm. Mà dính. Hai dế. Không. Đó. Dính cá lóc rồi các bạn ơi, dính thiệt rồi. Đâu, dính cá lóc. Quá đã. Cái này về là dính luôn nha các bạn ơi, chứ chưa có đi thăm nữa đó, chưa hết cần nè, tính qua để thay nhái nè. Nãy mình cắm dế không mà, dế thì nói chung rất là hao. Chừng phóng nè, cá nó phóng được nè. Dế dầu gì thoát khỏi. Im, có nhớt nha, có nhớt nha anh em. Lát cũng nghe cái ẩm nữa mà không phải dính cá. Mà nó té xuống để ẩm. Em tưởng nó nước nó ấy không chứ. Cái ẩm nữa kìa. Cũng hên. Rồi cái ẩm nữa, cá bay ngược về ruộng. Hai chào cả nhà nha. Hai chào cả nhà nha. Bây giờ mấy anh em đã về tới nhà được con cá lóc đầu tiên. Ồ, có lấy. Bỏ vô xô kìa. Chuột nữa chứ. Được con cò với con chim nữa. Lấy đó. Sau này sau đó. Rồi sau đó lại đi. Có lấy nha, được con cá lóc đầu tiên. Em đang chút xíu Tân với anh và anh Hoàng em sẽ quay lại với phần thăm câu của các bạn trong tiếp video nha. Hai, xin chào cả nhà nha. Bây giờ 8 giờ rưỡi rồi, mấy anh em xuất phát để đi thăm những cây cần câu. Nãy giờ mấy anh em cắm câu đó. Nãy thì đầu clip thì mấy anh em cũng đã dính được một con cá lóc đầu tiên. Nhái còn y nguyên. Đó con nhái hả? Cái gì mới cắm, mới nghe cái sộn đâu đây nè. Ê dính này. Ê cá bự cái gì đây. Tôi nghe cái sộn rõ ràng mà. Đây nè dính con nè. Bay luôn kìa. Bạn khoan từ từ nha, quay TikTok luôn nha. Để xử nó cho. Từ từ. Nổ lên. Để nhỏ lên. Để dừng tăng nó quay kìa. Rồi đó, ai nhổ không được chứ. Ghê. Buổi tối miền Tây các bạn. Nghe cái sộn nó nhảy cái sộn đó kìa. Tiếp tục con cá thứ hai các bạn ơi. Xíu sảy hả? Thấy vậy chứ nó dính vô cái mép đó dễ gì. Tại vì sao nó nhảy nãy giờ cà bay luôn mà. Nó dính có miếng xíu ngoài ừ. Cá này bằng cá nãy trời. Ừ cỡ cá nãy. Cỡ luôn có cá bự. Tiếp tục các bạn ơi, vậy là có lý rồi, hai con rồi. Bị có cháo ăn rồi các bạn ơi. Ồ, mình đi tới đẳng là cũng tan cái gói mì rồi đó. Gói mì cũng tan thành theo mấy khối rồi đó. Tiếp tục nha cả nhà. Có nhái luôn nha. Mốt đi cắm đem cái túi này theo luôn. Đụng nhái nào bắt hết. Bắt nhái bự luôn, nấu cháo luôn. Rồi, cần này bỗng khan. Mấy tuần trước đi. Ừ. Nhái còn nguyên các bạn. Nguyên nhái nha. cầm cái câu ốc lên đẻ luôn các bạn. Trời ơi, trời tới cả không nổi. Đâu? Trụ ngoài luôn hả? Đỡ mong trời. Lứa mong à. Đâu? Lứa màu à. Lắm, action. Đã trời.
khoái khoái chạy nước miếng. Ba con cỡ một. Ủa này một lứa một chạy. Trời ơi dính chút xíu. Ơi, ơi phan phan phan. Con là dính ngoài dính vô vậy? Đâu có đâu. Kè. Đâu có trong đâu. Ủa trời, ngoài dính vô. Thấy ngoài móc móc ngược vô. Tưởng là tào lao nữa chứ. Ghê gì. Bữa nay không có ông thầy, không có tào lao. Con này không có tào lao à? Ừ. Dính bại bại. Mắc cần nhìn lum chứ. Tiếp tục các bạn ơi. Con thứ ba nha. Cá đồng nguyên chắc. À, đây một dính nữa là thua cái mấy con cá đây luôn. Ôi. Dính như vậy. Ơ làm như nó hơi giật nhái. Ấy kia mắc tiêu nhái rồi. Kia nhái hay nhái? Tiêu rồi. Gì vậy? Nghe sống không? Bự không? Bự không? Khoan từ từ. Cứ rồi. Thôi phóng kìa. Cỡ một. Phóng sao cỡ một không chạy. Con này bự hơn. Ờ con này bự hơn nè, này bự. Ai xin lên đi, bự đi ăn luôn. Bự thôi. Bự mà nó không, không được mập. Lớn hơn hai con đầu. Con thứ ba các bạn ơi ngon lành. Đã trời. Chà bá luôn trời. Cái bụng ăn. Ăn chà bá. Con thứ ba ở đây là con thứ tư đó nha. Nhà nãy còn con đầu nữa. Ba con. Ngon ngon ngon. Còn nữa, còn hấp dẫn nữa. Nó tức chăng cái bầy đằng đẵng không dính là uổng á, còn đó là cá bự lắm đó. Mà chưa tại em thấy luôn mà. 60. Lỗ tai hoàng thính ha, nghe sộm sộm là dính cá ha. Ở cái ở đây có cần nữa nè. Còn nhái các bạn. Ừ. Ghê trời. Được rồi đó ha, được ha. Đấy kìa kìa, chà bá luôn kìa. Nè nè, ăn ăn. Nè. Chà bá luôn. Trời trời, đạp đạp sập xuống gì mà con đó nó mê mồi gì vậy trời. Không nhảy luôn. Nhái nó bự nha. Thôi em muốn đi em đạp nhái. Đi đạp nhái luôn. Ở đây nãy dữ lắm mà rồi mà không dính trời. Dính không? Dính ăn ơi. Tặng nhái trước nè. Bỏ cá xa. Có lý rồi đó, có lý rồi đó. Chưa đi, chưa đi. Đâu đâu coi này. Quạt nữa à. Tụi anh em ơi. Có đầu cá chê. Đâu đâu. Ô, chi vàng hay vậy? Chi trắng. Chi vàng chi vàng. Từ nhẹ nhẹ. Chi vàng. Chi vàng. Trắng, chi trắng. Vàng cái gì á? Trắng, trắng là trắng. Cái đầu vàng khè mà trắng không nè, ông thầy. Phải không? Chi trắng. Mập cái gì? Mập tiêu ngạnh luôn. Sao thấy giống chi vàng hơn chi trắng à? Chi trắng. Ủa sao mình phải có bông rồi. Ừ. Không phải. Nó nói chi vàng đi ơi. Cãi không mà hồi về biết à. Con, do à. Con này chơi vàng nè, em nói phải không? Con do à, chơi vàng đầu con do à. Chơi vàng đó. Có cái ngạnh nè. Cãi nè, hồi về nhà đi đổ ra biết à. Không phải trắng đâu. Con này em nghĩ coi chừng chơi lai chi sao á. Con chơi trắng nó khác. Này chơi vàng nè. Giống như cái chơi lai mà chợ nó bán bây giờ nó nuôi á. Ừ. Chơi vàng đó. Tại vì con cá chơi trắng mình nhìn biết liền à. Trắng tươi à. Hết biết mập luôn. Nó xanh xanh, con cá chơi trắng nó xanh xanh. Còn này chơi vàng nè. Phải không? Cá chê trắng nó xanh xanh. Đổi. Ôi chỗ. Sao đổi? Con này mới đổi gì? Đó đâu, chỗ đó nó dính rồi, nó hết dính rồi. Biết đâu con khác ở lại là sao? Ừ. Một lúc cặp á. Có không? Đẳng còn cắm nữa không? Đó rồi. Có lý nha các bạn. Này con thứ tư, thứ năm rồi ta. Con thứ năm rồi, ở đây thứ tư. Đây thứ tư ha. Con lý nha các bạn ơi. Mang cá về cho vợ. Tại nhà mình thấy hay vui nhớ xem và chia sẻ đăng ký kênh để xem nhiều clip mới của kênh Ngân Lâm TV nha. Nhớ chia sẻ mạnh ủng hộ nha cả nhà, xem nhớ like nha.
Hai chào cả nhà nha. Bây giờ mấy anh em sẽ tiếp tục tiến về những cây cần đầu cống ở kia. Đầu cống thì nói chung là có những cây cần rất là lợi hại. Ở đó rất là dễ dính cá cả nhà. Này tại một lần mình cắm câu đường đó dính hoài. Ở lập trước thì có sự cố đó thì người ta cũng nhổ hết mấy cây cần nó luôn rồi. Mắc mấy cây nó luôn. Không phải cái nhỏ mà người nhổ. Dính thiệt kìa. Ở đây qua đầu cống nha các bạn. Ê, ẩm em chụp em nhảy xuống nè. Gãy cần. Ủa cây cần này cần hồi chưa nói tính gãy rồi đúng không? Thảy lên cái đi. Rồi xem nó phóng sinh cá luôn trời. Đi mẹ. Bữa nay sao cá cỡ này không trời? Ủa cá này bị gãy rồi nè. Cá tật. Chắc bị xịt. Ừ. Em con cá thứ 6 của mình em. Trúng nha. Cỡ này là trúng rồi. Bỏ luôn đi chứ sao cắm. Bỏ đi. Gãy luôn rồi, cụp xuống luôn rồi. Hai chào cả nhà nha. Bây giờ cá như nó liệt cần gì nữa nè, nãy giờ thay bên các bạn ơi. Đâu? Liệt không? Liệt cần này. Ê, lôi cái lục bình vô á, đừng có lôi dây nha, lôi câu nha. Lôi lục bình vô á. Xeo rồi đó đó. Còn không? Thấy nè. Ngập cần luôn các bạn ơi. Chỗ này lặn nè như lặn ấy kìa. Rồi cuối cùng là con cá nó sảy nha các bạn ơi, ngập cần mà nó sảy. Đầu bên này không trúng hả? Nhái này cao quá vậy ta? Mới thay. Thấy nó cao quá. Không cao gì đâu. Đứt hai cục bên nè. Trắng là thế nào cũng dính. Ừ. Tiếp tục các bạn ơi, qua cầu. Ủa nãy cần ở đây đâu? Ê, cần nãy đây phải không? Đấy, ngập bắp thứ cần rồi nè. Liệt kìa. Bắp tiêu liệt xuống dưới luôn rồi. Ngập luôn hả? Ngập cần luôn. Rồi chắc xeo mắt rồi. Ở dưới cừ không à. Xuống dưới bỏ từ từ nha. Dạy dở mày trà trước kìa. Không phải lôi cái này nè. Cộng dây dùng rồi phải không? Rồi trời. Tại cây không mà. Cây không à. Bỏ đi. Ở đây là thua. Mà lỡ móc lại luôn chứ bỏ gì. Móc là hay móc là đừng cho nó ấy sâu. Thua luôn. Ủa cái chỗ này nãy mình quay thấy con cá đó các bạn. Cá nó nổi đầu. Ủa thiệt chứ. Chỗ đó không có cái cây là dính đó. Tại nó ở dưới đó ba cái trà không kìa. Nguyên cái ống trà kìa nó xeo. Cầm sâu vô ha, đừng cho nó ra ngoài quá. Ra ngoài quá nó xeo ra mấy cái kia là dột liền. Chắc không biết nó dám ăn nó không biết. Đây bây giờ mấy anh em cũng hết cần rồi. Giờ mấy anh em về nấu cháo các bạn ơi. Cái này nãy được nhiêu con rồi ăn? 5-6 con nhiều phải không? Tổng số là 5 cá lóc. 5 cá lóc với con cá chê hả? Ừ. Tính con ở nhà luôn hả? Ừ. Cũng im ơi. Nhiều cũng có. Ừ. Ủa nhiêu đây về vợ thương rồi. Cưng tối gãy lưng rồi. Ủa, ở đây có cắm không? Nãy em nói cắm ở đây sợ quên đúng không? Ôi mất cần rồi. Tiêu rồi. Ôi đây khó không thấy rồi. Bắt tiêu cận này nè. Dễ gì? Ở đây ra mà đó là thấy rồi, có là thấy rồi, có đâu? Mất rồi. Nhưng mà nó còn dính trà nó gị thì nhúc nhích nước không biết. Chưa chắc gì mà nó gịch vô trà được đâu. Mất rồi. Giò khều chừng mắt cái giò nha em ơi. Cạnh còn nhỏ được. Rồi bỏ đi. Tiếp tục xảy một con cá rất là đáng tiếc. Mắc cần luôn các bạn. Câu cá câu tình mà câu cá đã đành mắc luôn cái cần thương mến. Buồn cái gì mà buồn. Em đã nói rồi. Kêu đừng cắm ở đó rồi đâu bị mắc cây cần. Cắm nó mắc cái gì lẫn trời luôn. Cá không dính mắc hơn cây cần. Cóc mà nói gì đâu không nổi. Xe kìa. Lụa con cóc vô trong đi mà. Đây thanh niên sải cóc dài cái kết. Ăn kìa ổng nha. Hù ổng cái ổng bay cống luôn. Hai chào cả nhà nha, bây giờ mấy anh em về tới nhà các bạn ơi.
Giờ mấy anh em đã về với chiến lợi phẩm. Đó. Này cũng 5-6 con gì nữa rồi. Giờ đổ vô thùng số... Ủa? Chung đâu đây vậy? Không, nói chung nữa trời. Đổ vô luôn, cầm cái sọt. Ủa, dế à? Dế, nhá. Cá là gì mà mập ha? Ô, trên này trái lai không ơi? Trái lai. Trái lai, nhìn không phải trái trắng luôn kìa. Trái lai. Cách trái lai nó bong bong nè các bạn. Cá nó bự mà, ốm. Bong bong, nhìn nó như cá chai vàng như tại nãy mình không thấy bong không? Đây là chiến lợi phẩm của mấy anh em các bạn ơi. Ủa? Ừ, 5 cá lóc với con cá chê. Hai chào cả nhà nha. Sau một cái chuyến đi cắm câu thì mấy anh em cũng được mớ cá, mình mần số cá thôi nha các bạn. Dưới đây có cò chim nè, mình nấu cháo luôn. Đó, mấy người ăn mà như đây là dữ rồi. Không dám nấu nhiều bỏ uổng các bạn. Các bạn xem tiếp video nha, này nấu cá đồng ngon lắm nè. Đây, nồi cháo của mình giờ đang sôi vào mực các bạn. Đó, thêm á. Rồi nó nở mình sẽ chế vào cái cò chim rồi tính tiếp nha. Hai chào cả nhà nha. Bây giờ đầu bếp Nguyễn Thị Hoàng em sẽ tiếp nhận cái phần món ăn hôm nay, nhận nấu cháo nha. Hôm nay không có ông thầy. Đây anh Hoàng sẽ sơ chế phần cò chim trước cho nó nhiều nước đó. Tại vì cái củ hành tím gì nó còn thơm hơn cái củ tỏi nữa. Thơm mà nó ngọt. Đây một cái nồi cháo đêm khuya của mấy anh em công sức nãy giờ đó. Này cũng nói chung là cá vậy là cũng trúng rồi các bạn ơi. Nếu mà không sảy là dính chắc cả chục bình thường. Sảy mất rồi mất cần đủ thứ hết trơn các bạn. Dính ngập hai ba cần nãy. Mất cần rồi hai ba cần kia sảy nữa. Đây là tỏi vàng các bạn. Thơm phức luôn đó. Sơ chế bằng cái chim trước các bạn ơi, chim mà mình không sơ chế là nó tanh nha cả nhà. Được nha, khác nha, khác tỏi nha. Để tỏi bầm tỏi không đều. Nhỏ nó khác trước. Đây, chuột với chim. Thơm vậy ha. Trời, giỡn hoài nhiêu đó đủ nồi cháo luôn đó. Nhiêu đây là đủ nồi cháo luôn á, chứ không phải giỡn nha. Đây, giỡn như thường lại, nửa cái đường, nửa cái bột ngọt, nửa lít nước mắm. Thế lại một mọc các bạn ơi. Xét nha, xe tỏi là đen rồi đó nha anh em ơi. Đây nước mắm Nam Ngư thân hạnh tài trợ chương trình này. Sao lại lên nó đen được kìa. Em lắm á. Vừa có chim mà vừa có cá nữa các bạn ơi. Hôm nay cái nồi cháo trên trời dưới nước luôn nha. Bao ngọt. Trên trời dưới nước. Nước luôn. Ừ, nồi cháo này là nồi cháo độc quyền. Đây, vô. Hình như cái mặt chưa bỏ nữa trời. Cái mặt chưa lấy nó kìa, nó đắng. Đây, cái phần chim cò với chuột ở đây thì nó cũng đã thấm gia vị các bạn ơi. Đó, hồi vô rồi cháo là nó vừa rất là ngọt. Để hôm nay là lại nhắc các bạn. Ok. Im thơm à. Quá thơm. Ôi, thứ gì chưa nổi các bạn. Chán chảo cả tới này. Nhức nách. Bệnh nách lại nhất. Em. Đây, cái loại cháo của mình này các bạn. Đó, cá lóc đồng. Đó, cũng cá lóc đồng. Đó, cái đồ ăn chuột, đồ ăn chân cò. Đó, trứng. Vậy.
cắt hai cái hành này mình bỏ của hành này. Hãy xin chào cả nhà nha. Bây giờ cái phần cháo trên trời dưới nước cháo chim cá chuột tùm lum bây giờ đã chín rồi, bây giờ mấy anh em ra xơi. Hãy chào cả nhà nha, giây phút chờ đợi nãy giờ này gần 10 giờ các bạn. Bây giờ mấy anh em mới được ăn cá lóc cháo tô cháo này các bạn ơi, bệnh luôn. Tô cháo này là mấy anh em 11 là nghỉ ăn cháo luôn á. Quá trời ăn tới ngán luôn, ăn tới ngán chắc luôn, như định nói nè. Thứ gì chịu nổi. Rồi. Bạn không ăn hả? Kêu bằng không? Có kêu bằng không? Quá wow, chim cò trên trời dưới nước gì gom vô tô cho luôn, này của em hả? Wow. Rồi, còn lại khỏi múc gì đâu. Chọn bánh đi. Bye. Đây bây giờ mấy anh em thưởng thức cháo cả nhà, mời cả nhà luôn nha, mời cả nhà mình qua mà anh nhỏ nha. Cháo cá lóc miền Tây, nói cháo cá lóc chế tùm lum hết trỏng, chim cò gì lựu đạn gì nhau chuột. Này ai cầu thủ đa năng mới chơi được mấy này nha, chứ đưa vô chật một vài con trong này cũng ăn không được. Đấy mời cả nhà xong để cả nhà. Em ngọt. Ừ. Công sức không nha. Chiều giờ chả sao không có clip này từ 6 giờ hả? 6 giờ giờ 4 tiếng đồng hồ còn gì nữa. 4 tiếng không phải đơn giản đâu nha. Hy vọng cả nhà mình xem clip vui vẻ nha. Thấy hay nhớ ủng hộ mấy anh em bằng cách đăng ký kênh và like, chia sẻ để ủng hộ mấy anh em nha cả nhà. Đăng ký kênh, bấm chuông, chọn thông báo tất cả để ủng hộ mấy anh em trong những clip mới luôn. Trời nấm ớt rồi ha. Ông thầy đâu thấy cảnh này. Về miền Tây nói chung là vào mấy mùa này nói chung là kiếm mình cứ đi săn đi cắm câu đủ thứ hết trơn là thế nào không có ăn à, xíu là có mồi nha cả nhà. Này, tại khuya quá mấy anh em không có nhậu nhẹt gì được đâu, giờ chỉ sương sương nhẹ nhẹ rồi về. Tới rồi này vô ngày chắc chơi lại nữa. Cá đó nhìn nó giống cái chai vàng. Đấy, đang nói cái chai vàng. Tại cá chai trắng không phải đâu. Mà cái chai vàng cái đầu nó tròn ổn mà. Cái đầu nó tròn ổn. Mà con cá đó nhìn sơ cũng không có nét nào giống cái chai trắng được. Cá chai trắng thường là nó ốm nó dài mà cái mình nó xanh lè. Ừ. Nó đâu phải màu đó. Nhầm lúc con cá chai vàng lai vàng F1 là nó màu giống vậy đó, nhưng mà tại này nó bông nè. Hồi nãy ở chỗ kia tối mình đâu có thấy bông. Giòn cái đầu nó lưỡi kìa. Cái chai vàng cái đầu nó tròn ổn mà. Còn cái đầu nó có cái góc nhọn. Mà nó chơi uống thiệt. Hết nước mặt. Đây, cái nồi cháo này chắc dư nữa rồi. Gán chứ gì vậy. Gán như vậy. Nhiều lần xong. Thêm nữa không nổi. Thế gì chưa nổi. Nãy lấy tờ bự bự chút. Gì? Chị ngang.
đó, tao bự đó, giờ đổi tao nữa. Đổi không? Mình này đổi gì nữa? Ủa cái này là đằng này đám gì tung tung tung. Đám gì nữa? Cháo này tao tới luôn, đủ thứ, chim, cò, chuột, cá. Nãy tính bỏ con gắn vô luôn. Nãy quên tính kêu mặn gắn chung luôn. Mặn gắn chung nhìn bớt cá lại. Làm như đây là em nói là dư quá nhiều, ông kêu nữa kêu làm hai con rồi. Ông xào chim với chuột đó, ông nói nhiều quá vậy, nói nhiều lắm bộ. Chim chuột đó không, là nếu mà ăn bình thường là đủ một là cháo ba ngàn rồi đó. Ông cò nửa ký lô mẹ, mình tính phá thể lực. Làm gì phá thể lực ăn á. Thì làm phá được rồi. Hôm nay nói chung là cắm câu rồi cũng chiên loại phẩm cũng ổn nha các bạn, ok, cũng coi như trúng rồi. Dính hình như là mấy con? 6 con rồi. 4 cái lóc hỏi chê. Gì? 5 con cá lóc. 5 cá lóc. 5 cá lóc cũng hỏi chê. Ừ. Tính ra cũng hơn cái cá rồi. Ừ. Hơn cái cá. Ổng ăn mà tới con chó dặn luôn. Không mà con chó này bữa nào chắc xong ra lộ không à. Ừ, chạy theo à. Ra lộ là xong mấy người đậu cặp bây giờ. Bữa nay mà không xảy là dính nhiều lắm nha các bạn, những cái chỗ điểm ngon ngon không mà nó không dính gì hết trơn các bạn. Quà vô đồ chuột đừng múc ăn nữa nha. Em nghĩ ăn chim chuột nè. Được. Chuột rồi, chưa biết gì ta. Quất đi, em chưa chứ đôn nồng như dữ vậy. Ừ, đôn dữ đó. Trời ơi, trời, chim, chuột, chắc cá gì tùm lum nữa. Bệnh luôn. Là ngày mai vô á. Banh tô rồi ta. Banh tô à. Ngày mai mấy anh em nha, sẽ vô quay clip tiếp tục. Hy vọng cả nhà mình đón xem nhiều clip mới của kênh bằng cách đăng ký kênh nha cả nhà ơi. Nói chung là vui là chính nha. Nhiều lúc clip lỡ có dở không hay thì cả nhà mình cũng thông cảm. Thì trong nhiều cái clip thì cũng có một vài clip không hay là chuyện bình thường. Đó. Ngoài ý muốn thôi, chứ ai cũng muốn đăng một cái clip hay vui cho cả nhà mình giải trí. Cả lương còn tụi hay tụi dở mà. Em đây còn hát dở nữa chi. mời cái nhà thêm tô nữa nha, hư tô rồi, tô mãi hư rồi. Tính là giảm cân cái này chết luôn. Hôm nay em lên ký lại đó, 37 kg. Anh hỏi nhảy lên trang hết hồn 90 gì vậy? Đầu bảy mấy à? Ôi trời, bỗng như trời, ông tướng gì cũng bảy mấy ký. Ông nên đồ nhẹ cái của em nữa. Ừ. À, phải em có 64-65 kg à, em sụt ký lại. Cái đợt trước em căng em cao nặng ký nhất là cũng 67-68 kg, đâu có nặng quá đâu. Vậy thôi lết không thì... Lội cũng lội. Ngăn chắc bảy cao 75 kg quá. 77-78. Ừ. Hy vọng cả nhà mình đón xem clip mới bằng cách đăng ký kênh nha cả nhà ơi. Ăn đó ôm nhôm mà nó ôm em nữa mà. Nhôm nhát là 52 kg. Ở đó cái hình anh chụp đám cưới đó ôm nhôm mà. Thấy ghê luôn phải không? Giọng cao, thấy sành xương luôn á. Có bộ xương luôn đó. Em là chụp hình đám cưới là có bộ xương luôn đó. Nhờ vợ nuôi kỹ. Mét bảy mấy mà có 52 kg nghĩa. Làm bộ ha, bả nằm cái bên đây rồi đó. Vợ được kỹ rồi. Bức ngăn miếng tường sao nghe. Miếng tường. Trời, làm bộ nói ha. Nịnh tới này vô nghe cái bang nịnh à. Khỏi đâu. Khỏi đâu mà nói dạ chổng nói khỏi đâu mà biết cảnh. Được rồi. Ok.
Thôi bây giờ mấy anh em xin nói lời chào tạm biệt cả nhà nha. Chào bye bye cả nhà nha. Hy vọng cả nhà mình xem clip vui vẻ nha. Bye bye. Cảm ơn cả nhà.